Xin chào anh em, chào anh em đã quay trở lại với Z Channel Mèo Quang Lùn. Hôm qua là một cái ngày mà mình cảm thấy khá là vui khi mà được Canon mời đi tham dự sự kiện ra mắt các sản phẩm mới từ máy in và đặc biệt là máy ảnh từ Canon. Tại vì mình là một fan chính hiệu từ máy ảnh của Canon mà. Vậy thì trong sự kiện đấy có những cái gì thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Bắt đầu video thôi. Trước tiên thì nếu như các bạn không biết thì Canon ngoài việc sản xuất máy ảnh ra thì còn là một hãng sản xuất máy in rất là lớn và rất có tên tuổi trên thị trường toàn cầu. Có rất nhiều mẫu máy in mà cảm giác kiểu nó quá thân thuộc với mọi người, ví dụ như là LB2009, mẫu máy in khá là nổi tiếng. Và trong cái buổi ra mắt này thì Canon đã giới thiệu thêm bộ 3 máy in thế hệ mới nhất của Canon, đó chính là bộ 3 máy in Pigma TS8370, TS6370 và TS5370. Tuy nhiên ở cái bản trải nghiệm thì Canon chỉ giới thiệu cái mẫu máy in đắt nhất của họ mà thôi, cái mẫu máy 8370. Với 3 mẫu máy in như thế này thì Canon mang đến rất nhiều các nghệ mới dành cho các mẫu máy in màu Pigma này. Ví dụ như là các bạn có thể gọi là làm neo từ các máy in cỡ nhỏ này, có thể in ảnh này, thậm chí là có thể in áo trên mẫu máy in của Canon. Vào cái sự kiện thì ban tổ chức đã phát cho mình một cái áo trắng, xong rồi thì bảo mình là hãy mang một cái bức ảnh đẹp nhất ra để gửi cho ban tổ chức để có thể in lên trên áo. Mình rất ấn tượng về màu sắc cũng như là cái chất lượng in của Canon. In ra tờ giấy xong rồi dán lên áo xong rồi cạo giống như mình ngày xưa ăn kẹo cao su xong rồi có cái xăm xăm ở tay ấy. Rất là thật. Đó là về phần máy in, còn mình quan tâm nhất không phải là mấy cái loại đó mà mình quan tâm nhất là hai dòng máy ảnh mới đến từ Canon, đó chính là Canon EOS 90D và Canon EOS M6 Mark II. Với Canon EOS 90D, thôi mình gọi tắt là 90D thôi nhé. Thì đây là một mẫu máy ảnh bán chuyên mới nhất đến từ Canon, sở hữu tất cả các công nghệ gần như là tương đương với mẫu máy ảnh 6D Mark II, cũng đầy đủ các tính năng như là kiểu dùng chip xử lý DGX8 này, cũng có công nghệ lấy nét Dual Pixel CMOS này, AF tracking cũng lên đến 5.481 điểm, có cả Eye Detection AF này. Nói chung là có rất nhiều các công nghệ trong Canon 90D, thậm chí là có những cái ví dụ như là quay phim sẽ không bị crop này, chụp ảnh liên tiếp được 30 frame. Mình cảm thấy với 90D thì Canon đang hướng tới việc là chụp ảnh chuyên nghiệp hơn là việc là sử dụng mẫu máy ảnh này để có thể làm các tác vụ khác. Vì đơn giản là cảm biến của mẫu máy này đã được nâng độ phân giải lên đến 32 megapixel. Chưa nói đến đó là việc phần giá thì mình lại cảm thấy hơi thất vọng với 90D khi mà có mức giá nó khá là chát. Với mức giá này thì chắc mình sẽ lựa chọn các mẫu máy khác đến từ Canon. Ví dụ như là một vài con máy cũ chẳng hạn. Quay sang với mẫu Canon M6 Mark II thì mình lại cảm thấy Canon lại hướng mẫu máy này đến việc làm quay vlog chuyên nghiệp dành cho các bạn là sáng tạo nội dung creator như mình, với những cái thước phim hay những cái việc mang vác gọn nhẹ hơn, có thể quay vlog được dễ dàng hơn. Với một cái hình dáng nhỏ nhắn của dòng máy mirrorless kết hợp giữa compact và DSLR khiến cho mẫu máy M6 hoàn toàn là nhỏ gọn, có thể xách đi đâu cũng được. Công nghệ trên chiếc M6 Mark II cũng không hề tồi khi mà được trang bị công nghệ Dual Pixel CMOS này. Cũng có cảm biến AF riêng biệt cho chế độ chụp ảnh qua kính ngắm với 45 điểm lấy nét. Và M6 Mark II thì mình cảm thấy có dung lượng pin khá là khiêm tốn khi mà chụp được chỉ khoảng tầm hơn 300 bức ảnh là đã hết pin rồi. Trong khi đó với 90D thì dung lượng pin có thể chụp lên đến mức hơn 1.000 bức, 1.003 bức. Vừa rồi là mình cùng các bạn đi một vòng quanh cái sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của Canon. Các bạn thấy có những sản phẩm gì đặc biệt, hãy vui lòng comment cho mình bên dưới nhé. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một số video lần sau. Xin chào.